bạn ơi bạn. Mấy cái lâu á. Mình chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quan đến với bản sắc vùng cao. Quý vị đang có mặt ở một cái lễ hội rất là hay. Đây thuộc bản Lòa, xã Thanh Hòa, huyện Cao Lộc. Quý vị ơi, hôm nay mình có mặt ở đây để quay cho các quý vị cùng xem theo dõi xem cái lễ hội này có gì đặc biệt ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người nha, hôm nay rất là đông ạ. Khu vực đây bán quay quý vị ơi. Đó. Đây, hướng đây là một cái hướng nữa. Nhiều bạn trẻ luôn. Và hôm nay hiện tại Nui đang đứng ở giữa cái lễ hội. Đó. Nui sẽ bay flycam cho quý vị xem khung cảnh ngày hôm nay nhé. Hello các chị, xin chào mọi người nha. Ôi, cho em ghi hình được không? Không được thì thôi em không ghi. Bọn chị xấu lắm. À đây những người trẻ xinh đẹp ấy. Ôi, em thấy các chị trẻ. Em thấy các chị trẻ đẹp nên mới quay chứ. Ở đây các chị là đem từ nhà đi hay là như nào? Để con đem từ nhà đi đâu lấy? À, vịt quay này này. Vịt quay. Lợn quay, vịt quay, xoài. Các kiểu quay là đem từ nhà. Quay là làm ra phần tiểu phân tiểu quay ngộ. Hả đồ, ra một phần tiểu quay. Dạ. Tính già. Mình chỉ làm chín mất mơn. Chị mời em nhé. Ôi, không mời đâu em. Mi alo. Tao nè. Đây này. Thôi cái nào thân đầy tao với nhắn tay nhỉ lo. Con đi xem mày cái kín này. Nó mi. Ôi tức người à. Rồi vậy. Ơi. Ê, 1 2 3. Rồi. Cái này chắc chồng mong. Sức khỏe mọi người nha. Ôi. Không em ghi qua bỏ nó được không? Năm này thứ 500 đó. Ừ. Đấy, đẹp mà đẹp. Ăn ba ba bánh quay này, vịt quay này, bánh phở này. Ôi ôi. Mấy kiến nó làm nó cho mày quả cay cái cho chứ cay đây đây này. Kiến kiến dưa tê à? Cái mà cho cho bánh tráo thôi. Cho bánh tráo thôi, cho bánh tráo thôi. À, cho bánh tráo trắng xong rồi. Ôi, bên đây màu leo hồng nó. Bạn nhớ có mặt ở đây để cho xem. Các chị này đến từ Hải Yến ơi. Bánh quả thi ông một tấn nhân cái báo bị đi ngon tưởng năng đấy. Là ma chó nè. Năng ma có sách kiến à? Ngồi xuống cùng ăn. Dạ dạ, mọi người tự nhiên đi. Cháu no lắm rồi. Không phải thấy mọi người ngồi như này vui quá thì muốn góp vui với mọi người thôi. Về sau em mở thêm cho luôn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn về sau này. Đây quý vị ạ. Khá đéo. Đấy chị nè. Đi hội nè. Ồ đi. Ồ, thế là toàn các chị thôi nhỉ? Không có bạn nào trẻ trẻ đâu nhỉ? Trẻ là ta đi với người yêu. Người yêu rồi, chứ mình ế à. Cho cháu xin ghi hình một tí nhá, được không? À, không ghi đâu đúng không? Mọi người ăn như này. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Quen tay vào đánh đặc biệt. Quen tay đặc biệt, cứ ghi mình đánh đặc biệt. Ôi, rất là đông người quý vị ơi. Còn từ từ, nếu để phi lực như anh em mình đã bảo 6 ít thì 1. Không bảo luôn, 3 anh em quen tay. Rồi, 4, 3 đi. 1, 2, 4, 2, 1. Nào, phi tiêu anh ơi. Anh ơi, phi tiêu đi, các chị ơi. Em có quay không? Hả? Có luôn. Quay không chờ. À, thôi, đi thôi. À, năm ngoái bảo chưa có chồng mà. Em gái của anh à? Ừ.
Em gái của anh luôn. Em gái đây quý vị ơi, khu vực mưa. Rất đông à. Đi à. Đây cũng con đây á. Em dạ. Con đây á. Ô nhờ. Chẳng mang con thế này rồi. Từ nãy đến giờ em đi mà trẻ gặp các chị. Hey, xin chào nha. Ô đây mọi người đi hội đây. Hôm nay hay vắng nhờ chị nhờ. À nãy đi hội chả gặp các chị luôn. Các chị bẻ hang à? Bẻ hang à? Ừ, bẻ hang à? Em cùng cân ông mà. Cân ông rồi à, chị Lăng. Chị này chưa yêu mà con lớn thế. Quay cái chị này một tí đó. À, bạn ấy bạn... Người ở đây à? Mình là người ở đây à? À, ở đây là xã, thôn cái gì nhỉ? Bản Loa. Thanh Loa. Bản Loa, Thanh Loa đúng không? À, đây con gái của em à? Chắc con trẻ đúng không? Sinh năm bao nhiêu em? Quay. 95 à? 99 nhá, ỏ lên đây. 99 một con bằng này kìa. Đấy, Trương yêu đâu, đây là em gái. Tôi mày. Ok mọi người chơi vui vẻ nha. Chưa có người yêu hỏi tên một tí cho mọi người, cho mọi người nhớ. Có chồng có con là không phải chưa có người không, yêu. Được thì họ hỏi tên một cái cho mọi người nhớ thôi. À, em gái tên gì á? Sai á? Xoài hay sai? Sai. S à? À ok. Bạn này ở Bản Loa, Thanh Loa mọi người nha. Đưa dây. Anh em cứ đánh mạnh đi. Ôi. Ăn luôn. Kinh chuẩn gì? Kinh... Một rồi, năm nhỏ thôi. Ôi trời. Kinh chuẩn gì? Hơi xịt. Hả? Hơi xịt một tí. Kinh chuẩn gì? Mày không bắn à? Bản sắc vùng cao. Thua thắng đi uống rượu. Có quen bằng A sao TV không? Có. Một rồi. Cháu cạnh nhà chú. Ôi, xịt. Cháu cạnh nhà anh sao đấy? Ok. Ôi, bé ơi. Bé hàng coi á. Ôi ô. Ấu lâu mà sợ bên đi vô nhờ. À đây các chị ở trong nhà đây à? Cô? Nhà đây à? Đây mọi người đến đến hội xong rồi là chủ nhà đúng không? Chị ơi, chủ nhà à, chị ơi. Đấy, rót rượu chú đáo nhờ. Mời mọi người uống rượu à? Các bạn này uống không? Áo xanh. Uống chứ. Xin kinh một tí nha. Ôi, các bạn này ở nhà đâu ấy? Em gái này. Xa rửa hờ. Xa ở đâu à? Ở người ở đâu à? Không. Chị này, không. Uống đi. Không. Đấy, cái chị chuyển nhà này. Mau đấy. Thôi em cảm ơn nhá. Chúc các chị và gia đình năm mới nhiều cái thành công nhá. Mấy cái này lấy rồi. Lấy không này. Mau. Đấy, các bạn này uống được đấy. 100% nhá. Ồ, giả vờ uống đấy. Ồ, đây, cái gì vậy? Anh đang có mặt ở xã Thanh Loa, ở đây là Bản Loa quý vị. Mà sao bay hàng chăng? Chuẩn bị bay. Đây các chị mới chuẩn bị ra hội đây này. Quay đi đường đi, quay vào đây là cái gì? Không quay. Chưa được ăn đang đói này. À chưa được. Thì quay nữa. À, thế đi hội là phải ăn thịt quay đúng không? Có ăn phở không chị? Phải ăn phở nữa. Ui, phở ngoài đường đây chị. Thế người ta hay gọi là chán cơm thèm phở đây, phở ngoài đường đây. Đấy là câu nói của đàn ông thôi. À thế à. Cái đàn bà bên máy là cơm thôi. À thế à. Ồ thế em sai rồi. Ui ôi nhỉ. Các chị người đâu à? Mặt tháo giờ. Thầy Yến à? À đây đi hội nha. À, ok đi hội à. Đông lắm nhỉ. Đấy, mọi người đi hội bây giờ bắt đầu mới đi đông rồi này, quý vị ơi. Cái mặt thằng này. Ừ, bé. Bé nào. Đóng lái vô.
cùng. Vân lai xin rồi. Ôi em mà đi cùng các chị này càng trẻ hơn đấy. Tại vì em già rồi. Thôi mặc áo như mọi người là trẻ này. Nhờ chị nhờ. Chị gái này tên gì đấy? Chị gái này tên Lăng. Bỏ cho mặc đi. Hả? Mặc cái nùng xong rồi đi quay người ta thích quay hơn. Vâng, em biết rồi nhưng mà em lại chưa tìm cái bộ nào. Chưa tìm được bộ nào. Nhà chị đây. Nhà chị đây. Mua về cho vợ một cái bộ ấy. Xong rồi đi thôi. Mua về cho vợ nó làm gì? Ơ chị nhà người đâu à? À. Hải Yến. Hải Yến ạ. À. Hải Yến là hôm trước có hội nhà hôm 28. Nhưng mà không gặp các chị nhỉ? Đây đông ai nhở, bây giờ mới đông này, lúc nãy là chưa có ai đâu. Nhưng mà chị này có chồng chưa, có người yêu chưa? Chưa có chồng đâu nhưng mà có người yêu. Chị này chưa có người yêu này phải không? Vui ai nhở, có phải mình đi chơi như này gặp mọi người như này mới vui. Chuột đi một mình buồn lắm. Thật. Nhất là các chị này chưa có người yêu này, chưa có chồng đâu. Đây đi kiếm. Thì đang bảo thế. Mà con đội khăn nên là chưa có. Hôm nay đi họ đi kiếm. À thế đúng rồi. Ôi, đông quá. Lúc nãy là chưa có ai đâu, em vừa lên đây xong chưa có ai. Vâng. Ok, đến đoạn này rồi. Chào mọi người nha, chào mọi người nha. Ô, phải hang chứ, dù này là lăng. Mặt bà, dù này lăng. Bà đẹp lại. Vậy. Em chào anh nhá. Hai bạn là chủ nhà đúng không? Không phải chủ nhà là chị này này. À, thế anh, vâng. Trong này nữa, anh phải vào trong này làm khoảng chục chén rồi. À thế à, rồi, thế thì em say mất rồi, không nói chuyện được nữa đâu. Ôi. Bên điện thoại hay TV à? Mi Chiến này, Mi Chiến à. Mình thấy là ở đây toàn là các bạn trẻ, bạn gái, các chị gái chơi nha. Thành chín được con rơi tiêu chuyện ra ngoài bên này hết. 6 rồi. Đây toàn là các chị gái chơi thôi các bạn. Đây. Cái đang bên này. Đang bàn sao chơi nào, một miền vào nào. Đây. Xin chào các chị nha. Xin chào nha. Xin chào Tèo với nào. Bạn 6 lắm à. Đây quý vị Anu sẽ đưa quý vị đi vào trong lễ hội xem có những cái gì đặc biệt chứ. Ôi, bánh mì huyền thoại. Hết tận đến bài này. Anh bắt bắt vợ anh ơi, chuẩn bị bắt vợ à? Em bắt vợ được là tốt, bây giờ em đã có người yêu rồi. À rồi. Em gái này xinh nhở. Em gái này cân đồng hay cân tây đấy? Em cân đồng hay cân tây? Cân đồng à? Em ở khu vực này à? À, thế sao hôm nay không mặc áo nồng? À, đây. Em gái cân đồng. Ok, cảm ơn em nhé. Hello, chào mọi người nha. Chào các chị, các cô nha. Đấy. Thấy mọi người trẻ đẹp quá, cho em xin phép ghi một tí. Đấy các cô người ở đâu à? Các cô người ở đâu à? Mời anh em đánh mì nhá. À rồi cảm ơn nhá. Đấy các chị à. Vâng. Đấy. Mì kiến à. Vâng thôi được rồi em. Em thấy mọi người vui vui quá em góp vui thôi. À, các chị người ở đâu à? Hà Cư hết ạ. Một dàn mọi người ở Hà Cư hết ạ. Hà Cư. Đấy toàn các chị trường yêu này. Chưa, đang đi hội đâu ai có người yêu. À rồi. Nhưng mà tìm thấy anh này có mộng mất rồi. À thế à.
Khổ nha. Mấy kinh lâu á? Mấy kinh lâu á? Ê, phải kinh lâu chứ. Nghe. Ok, cảm ơn mọi người nha. Em gì tí anh ơi. Chị này mua này. Xin chào anh em nhá. Ok anh em cứ làm tự nhiên đi. Ôi em say rồi. Em phê lắm rồi. Ok. Anh em làm YouTube à? Anh làm kênh gì nhỉ anh? Hình như anh em làm YouTube à? À. Bắt vợ em. Bắt chưa? Bắt nào? Bạn nào? Bạn này nhưng mà không ai chịu. Bắt vợ à? Đâu? Anh xem bắt vợ tí. Rồi mấy bạn ở người ở đâu ấy? Em gái. Ở Sơn Lễ à? À. Mấy bạn ở Sơn Lễ. Sang Quảy Mơ à? Em bắt vợ không? Bắt vợ không? Bắt vợ không? Không bắt thì thôi, không lên YouTube làm gì, bắt vợ mới lên nhá. Ok các em nhá.